quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Thống kê tại cuộc họp cho thấy số ca mắc mới trong ngày giảm tới 79% so với đỉnh dịch vào các tuần trước và có xu hướng tiếp tục giảm. Nhiều địa phương đề xuất thành phố mở thêm một số hoạt động thiết yếu tại các vùng xanh để phục vụ đời sống người dân, mở thêm các hoạt động giao hàng, buôn bán ăn uống trong điều kiện kiểm soát. Trao đổi về kế hoạch xét nghiệm thời gian tới, Ban chỉ đạo thành phố cho biết tần suất của việc xét nghiệm sẽ không thay đổi, tuy nhiên các địa phương phải rà soát lại vùng nguy cơ để có phương án phù hợp. Ngành y tế cũng sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm chủng 200.000 liều, dự kiến kết thúc vào ngày 21 tháng 9. Cạnh đó, từ ngày mai, ngày 14 tháng 9, Công an thành phố sẽ phối hợp với các lực lượng địa phương tăng cường lại việc trực chốt kiểm dịch trong nội thành. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh cần phải đánh giá chính xác và rõ ràng hơn về số liệu phòng chống dịch để có phương án kiểm soát kịp thời. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bí thư Thành ủy cho rằng thành phố đã có đủ cơ sở để nới lỏng thêm một số hoạt động, nhất là các hoạt động kinh doanh và sản xuất. Vì vậy, các cấp ngành địa phương cần tập trung nghiên cứu xây dựng các phương án để thực hiện mục tiêu kép này. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng lưu ý các địa phương khắc phục ngay những hạn chế trong công tác tiêm chủng, không để bị động. Có một cái biện pháp mà tôi đề nghị ngành y tế khẩn trương mở các điểm tiêm sát dân hơn. Hiện nay trong kế hoạch là chúng ta bố trí hàng trăm điểm tiêm. Thế tại sao bây giờ chúng ta không bố trí đi mà cứ tập trung vào mấy cái điểm để cho người dân vừa đi xa? Tôi nói ví dụ với người cao tuổi thì chắc chắn là mình có cấm thì các cụ cũng ít nhất là một người đi kèm, thậm chí là hai người. Chúng ta có cấm cũng không được. Thế thì tại sao chúng ta không tổ chức tiêm cho các cụ ở phường? Còn cái vấn đề đảm bảo an toàn thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể công chí tổ chức được cái mô hình các cái xe cấp cứu ở các cái điểm tiêm, 2-3 cái điểm tiêm có thể có 1-2 cái xe cấp cứu thường trực để có tình huống xảy ra là chúng ta có thể xử lý được ngay. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị phải tăng cường công tác tuyên truyền mọi mặt, từ công tác phòng chống dịch cho tới các chính sách hỗ trợ nới lỏng của thành phố, đảm bảo người dân phải nắm và hiểu rõ.